Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Yule Vlog Người Việt ở Mỹ nha. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món bò kho nha các bạn. Thì món bò kho hôm nay mình nấu thì gồm có nè, thịt bò thì mình mua về mình rửa sạch, mình đã cắt cắt miếng vừa ăn nha các bạn. Thì cái này mình sẽ bắt đầu mình ớp thịt bò. Đây, cái gia vị thì mình gồm có nè, đây là gừng băm nha các bạn, tỏi băm và củ hành tím băm, cái này là màu điều nha các bạn. Thì bên cái mùi á, để nguyên liệu tạo mùi thơm cho món bò kho này thì gồm có nè các bạn, sả băm nha các bạn, gừng, củ hành tím, tay vị, thảo quả và quế khâu nha các bạn. Và mình có thêm một cái miếng là bột nấu bò kho, gia vị nấu bò kho nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ớp bò kho nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào đây là 2 muỗng dầu ăn nha các bạn, 2 muỗng này nè, dầu màu điều, để cho cái khi mình bỏ gia vị vô á, thì cái nó dễ thấm hơn nha các bạn. Rồi mình bỏ vào đây là nửa muỗng sả tỏi băm nè, rồi củ hành băm cũng nửa muỗng luôn nha, gừng băm thì một muỗng cà phê nha các bạn, sả nửa muỗng luôn. Rồi mình sẽ cho đây vào đây là cái bột gia vị nêm bò kho này luôn đi. Một muỗng nha các bạn. Một muỗng rưỡi cũng được. Tại vì tùy theo cái lượng bò kho của các bạn nêm nhiều hay nêm ít. Cái này mình mua là 1 kg luôn mấy đó các bạn. Mình không nhớ. Cái này chắc phải thêm. Cái này là 2 muỗng đi. Muối, một tí muối ha, một muỗng cà phê muối nha các bạn. Một muỗng cà phê dung bột nêm nè. Dung đường. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn lên các bạn. Trộn cho nó đều mình thấm rồi mình sẽ ớp nó trong vòng 1 tiếng thôi các bạn, 1 tiếng cho thịt nó thấm đi. 1 tiếng sau mình sẽ bắt đầu mình nấu nha các bạn. Có thời gian á mình có thể ướp qua đêm á thịt bò thì thịt mình nó sẽ ngon hơn. Thì mấy cái này mình sẽ bắt đầu rang nha các bạn, rang lên. Còn củ hành với củ gừng thì mình sẽ đi nướng nha các bạn, để cho mùi thơm nó dậy lên nó sẽ ngon hơn. Củ hành với củ gừng á mình nướng nè các bạn, mình nướng lên trong cái lò nướng nè đó, cho nó thơm nha các bạn. Còn đại hồi với thảo quả với quế là mình phải rang lên cho nó thơm nha các bạn, thơm nó dậy mùi thơm lên thì mình bỏ vô cái món bò kho mình nó rất là ngon. Mình rang với lửa nhỏ thôi. Khi mình nghe cái mùi thơm nó dậy lên là mình tắt lửa được rồi đó các bạn. Bây giờ đã sau thời gian 3 tiếng rồi các bạn, mình đã ủ 3 tiếng, ớp 3 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xào. Mình xào thịt bò nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu các bạn. Mình bắt nồi lên rồi mình sẽ cháy cái tỏi với sả rồi cho nó thơm lên nha các bạn. Xong mình sẽ bỏ thịt bò vào mình đảo nha. Rồi mình cho vào đây một miếng màu dầu điều rồi mình bỏ tỏi với củ hành cho mình cháy nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ thịt bò vào.
cho thịt bò vào và mình đảo cho nó săn thịt bò lên nha các bạn. Ồ, mùi thơm bốc lên thơm quá các bạn ơi. Bò bây giờ là nó đã thấm hết rồi là tốt rồi đó. Nãy giờ mình ướp nó cũng được 3 tiếng các bạn. Để thịt bò săn lên thì mình sẽ cho nước dừa vào nha các bạn. Bây giờ thịt bò nó đã săn rồi các bạn, mình sẽ cho hai lon nước dừa coco này nè. Hai lon nước dừa này vào nha các bạn. Tại vì nước dừa coco này nó có miếng ga, nó sẽ làm cho thịt bò mau mềm nha các bạn. Rồi sau khi mình cho nước dừa coco vô rồi thì mình sẽ nấu cho nó săn thịt lại nha các bạn và mình hất bọt. Khi mà cảm thấy nước nó chưa có đủ ngập thịt thì mình sẽ cho một miếng nước lọc vào nha các bạn. Cho nó ngập thịt hơn một tí xíu nữa để mình làm nấu cho thịt bò nó mềm á, nó ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho tất cả cái này vào trong nồi luôn nha các bạn. Rồi sau khi bọt nó già mình phải hớt bọt nha các bạn. Hớt bọt xong thì mình sẽ nhặn nhỏ lửa xuống để cho nó hầm từ từ cho thịt bò nó mềm. Thơm quá các bạn ơi. À, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Mình nấu cho nó lửa riêng riêng vậy thôi để cho nó rút xuống từ từ nha các bạn. Nó sắc xuống từ từ thì thịt bò mình sẽ thấm và ngon hơn. Mình hớt bọt thường xuyên thì nước bò kho của mình sẽ trong nha các bạn. Các bạn thấy không? Thì cái này mình cũng có thể đậy nắp nha các bạn, đậy nắp cho nó nhanh chín, cho nó nhanh mềm á. Đậy cỡ ghim đấy rồi tới mà cảm thấy là nó ok thì mình nhắc xuống. Khi mình thấy thịt bò nó đã gần mềm rồi các bạn, mình sẽ cho cà rốt vào nha các bạn. Thì các bạn thích ăn cà rốt nhiều thì các bạn bỏ nhiều, còn các bạn thích ăn cà rốt ít thì các bạn bỏ ít nha. Mình sẽ cho cà rốt vào. Và mình nấu cho tới khi cà rốt nó mềm lại là ăn được nha các bạn. Vậy thì cái nồi bò kho của mình nó sắp chín rồi đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Mùi thơm nó thơm, rất là thơm luôn các bạn. Nồi bò kho của mình hấp dẫn không? Cái bò rất là mềm và rất là ngon cho các bạn. Đó. Các bạn có thể nấu tùy theo cái loại thịt bắp hay là thịt nạm hay là bất cứ thịt gì các bạn muốn thì các bạn nấu cho gia đình của mình dùng ha, rất là ngon các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ múc. Rồi bây giờ mình sẽ múc vào cái tô nha các bạn. Mình sẽ cho lên đây một miếng thịt ngò gai nha các bạn. Mua không có lá quế các bạn ơi, ăn với ngò gai thôi. Đây các bạn ơi, bò kho của mình đã nấu xong nhé. Các bạn có thấy hấp dẫn không nè? Đó. Nếu mà các bạn muốn ăn mà nước nó sình sệt thì các bạn có thể thêm một miếng bột vô nha các bạn. Đó. Thịt nó rất là mềm nha các bạn. Rất ngon. Thì mình có thể ăn cái món bò kho này rất là nhiều món nha các bạn. Mình có thể ăn cơm, ăn với cơm nè. Mình có thể ăn chung với hủ tiếu hay là bánh mì, tùy thích các bạn nha. Chúc tất cả các bạn thành công với cái món bò kho này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của vợ chồng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy yêu thích kênh của mình, các bạn đừng quên nhấn đăng ký, like, share, ủng hộ giúp mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Bye bye các bạn nha.